Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 13 tháng 9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin. Trong vụ cháy chung cư mini kinh hoàng xảy ra vào đêm 12 tháng 9 tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đã xác định được 30 giáo viên và học sinh là nạn nhân. Cụ thể, có một giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân trong vụ cháy trên. Chiều ngày 13 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cùng Ban giám hiệu một số trường học trên địa bàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trong số 30 nạn nhân của vụ việc, đã xác định một số học sinh tử vong, một giáo viên và nhiều học sinh khác bị thương với các mức độ khác nhau. Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, các nhà trường tiếp tục rà soát trường lớp là cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có liên quan đến vụ cháy, đồng thời có phương án hỗ trợ học sinh đang điều trị tại các bệnh viện. Với những trường hợp học sinh bị thương nhẹ, yêu cầu trường học phân công giáo viên hỗ trợ kèm cặp các em, ông Cương nói. Cũng theo ông Cương, đối với những trường hợp học sinh tử vong, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao Công đoàn ngành và Phòng Giáo dục Đào tạo quận Thanh Xuân, các đơn vị có liên quan thăm hỏi, chia buồn, lo hậu sự cùng gia đình. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ đêm 12 tháng 9, đám cháy xảy ra tại chung cư mini ở phố Khương Hạ. Vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người tử vong và mắc kẹt ở trong chung cư. Theo thông tin sơ bộ, lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng 1, sau đó lan lên 10 tầng chung cư mini. Lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên. Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương. Trong đó đã xác định được danh tính của 39 trên 56 người tử vong. Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân. Theo thông tin từ báo Công an nhân dân cập nhật đến sáng 14 tháng 9, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông có 4 nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang điều trị. Trong đó có 2 bố con và 2 anh em. Bác sĩ Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, tình trạng của 2 bệnh nhân là anh em đã tốt hơn, còn tình trạng của trường hợp 2 bố con quê Hải Dương diễn tiến nặng hơn cả, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Vấn đề tinh thần, tâm lý của 2 người này vẫn chưa hết hoảng loạn, suy sụp vì có 2 người thân khác trong gia đình hiện chưa xác định được tung tích. Tại Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, hiện có 4 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị. Trong đó, một bệnh nhân xẹp đốt sống đã được phẫu thuật, tiến triển sức khỏe tích cực. 2 ca là 2 mẹ con đã qua cơn nguy kịch, giao tiếp được bình thường nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi. Bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định. Tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, còn một nạn nhân là bệnh nhân nữ 29 tuổi đang điều trị. Tình trạng tiến triển tốt, không cần can thiệp hỗ trợ hô hấp. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có 4 bệnh nhân nhẹ đã được ra viện, còn 2 nạn nhân vụ cháy đang tiếp tục điều trị, theo dõi. Tại Bệnh viện Bạch Mai, đến cuối giờ chiều 13 tháng 9, tiếp nhận thêm 4 trường hợp chuyển từ cơ sở y tế khác đến, nâng tổng số nạn nhân vụ cháy đang điều trị tại đây lên 28 trường hợp, trong đó có 4 bệnh nhân nguy kịch, phải thở máy, đang được các bác sĩ nỗ lực điều trị. Các bệnh nhân khác đang tiến triển tốt, chưa có dấu hiệu bất thường. Ngày 13 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương. Tính đến 19 giờ tối 13 tháng 9, xảy ra tại chung cư mini tại địa chỉ số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đây là ngôi nhà cao 9 tầng một tum được xây dựng trên nền diện tích khoảng 200m² với khoảng 150 người dân sinh sống. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 20 ngày 12 tháng 9, người dân phát hiện xảy ra cháy tại số nhà nêu trên. Rất nhanh sau đó, lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong chung cư có nhiều người. Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng kêu cứu la hét từ ngôi nhà bị hỏa hoạn. Nhiều nhân chứng chứng kiến sự việc cho hay rất nhiều người kêu cứu, nhà có trẻ con nhưng lực lượng cứu hỏa không tiếp cận được. Nhiều người chạy lên tầng thượng của tòa nhà, bật đèn flash ra tín hiệu cầu cứu. Họ cho biết bị ám ảnh bởi tiếng la hét của các nạn nhân. Vụ cháy lớn khiến căn nhà chìm trong khói đen và sự hoảng loạn. Có người đã ôm con nhảy từ tầng cao xuống đất.
Không chỉ tiếng la hét kêu cứu trong vô vọng gây ám ảnh, mà hình ảnh ngay trong đêm và rạng sáng 13 tháng 9, các nạn nhân liên tục được đưa ra ngoài bằng cáng lên xe cứu thương đến các bệnh viện cũng khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Theo thống kê sơ bộ, lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gần như kiệt sức sau nhiều giờ chữa cháy, cứu nạn. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng hơn 23 giờ ngày 12 tháng 9, xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Chung cư này cao 9 tầng ở ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đến sáng 13 tháng 9, hiện trường vụ việc được phong tỏa từ xa. Các lực lượng chức năng liên tục ra vào để khám nghiệm và kiểm tra hiện trường. Gần nửa ngày sau vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư mini Khương Hạ, trưa 13 tháng 9, bà Nga, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà 5 tầng của gia đình bà nằm sát vách chung cư gặp sự cố. Phía trên khoảng sân thượng rộng chừng 20m², la liệt vật dụng cứu hộ cứu nạn. Đêm hôm trước, tại chính khoảng sân thượng căn nhà này, nhiều người đã kịp thời chạy ra ngoài, thoát nạn. Đồng thời, đây cũng là nơi lực lượng chức năng tiếp cận được gần hơn với hiện trường, khống chế ngọn lửa và đưa nạn nhân xấu số ra ngoài. Kể về lúc đám cháy bùng phát, bà Nga nói lúc đó khoảng hơn 23 giờ, bà đang ở tầng 2 thì nghe tiếng hô hoán. Ngó ra ngoài, bà thấy khói đen bốc lên nghi ngút. Phản ứng đầu tiên là tôi gọi con trai dậy, sau đó tôi bế đứa cháu chạy ra đầu ngõ, bà nói. Cùng lúc ở phía trong, một số người nhảy xuống khoảng sân thượng kế bên, vỡ cả một khoảng trần bằng nhựa. Một số khác gần hơn thì mở cửa các khung sắt để leo theo thang đi xuống. Họ chạy xuống, cảnh sát thì đi lên, vừa phun nước dập lửa, vừa tiếp cận cứu người. Bà Nga vừa nói, vừa chỉ tay vào những dấu giày còn in hằn trên những bậc thang lát đá. Bà Hằng sống cách đó 3 căn hộ kể lại, giây phút cả khu xóm lao ra hỗ trợ người trong nhà gặp nạn. Bà cho hay có một số cháu bé được cho vào xô nhựa, rồi chuyển từ tầng 7 chung cư xuống khoảng sân nhà bà Nga để đưa đi cấp cứu. Tới rạng sáng, một người đàn ông quê Phú Thọ liên tục gào khóc và nói với bà Hằng: "Chị ơi, con em 20 tuổi, thằng bé cao to đẹp trai, con em chết rồi, nó ngạt khói chết rồi chị ạ." À. Theo phản xạ, bà Hằng liên tục khuyên người đàn ông cố giữ bình tĩnh, rồi sau đó bà hô hoán: "Mọi người ơi, cứu tầng 3 đi, xem con chú ấy còn sống không." Ít phút sau, có tiếng đáp lại phía trên. 3-4 người vào đây mới khiêng được bởi nạn nhân cao to. Rồi sau đó chàng trai được đưa ra, không ai rõ tình trạng sức khỏe. Đám trẻ xung quanh sợ hãi không dám khóc. Thương các anh lính cứu hỏa mệt, tôi mang bình nước ra rót cho họ, rưng rưng nước mắt, bà nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.